Rồi xin chào ba mẹ và anh chị và các bạn nha. Thì đây là con heo. Con heo Vương Niệm ha, Vương Niệm, nó có Vương Niệm nằm trên đầu nè. Ở trên này có cái chuông anh chị các bạn. Cái này là dùng pin ha, dùng 3 viên pin. Sản phẩm này chạy thì có nhạc đèn led. Nó cũng giống như những cái con đồ chơi dùng pin khác, nó có dây dẫn nè. Thì ở đây em có lắp sẵn một cái con ha. Thì em đã lắp 3 viên pin rồi. Bây giờ em sẽ thử cho anh chị các bạn xem cái chức năng của nó chơi ha. Đây. Nó chạy như thế đó, cần cổ. Cái đầu của nó là cái đầu xoay được anh chị bạn ha, xoay được 180 độ. Rồi con trai mở cái công tắc nó giùm cha coi. Rồi để xuống dưới gạch luôn. Chạy cũng dễ thương anh chị các bạn ha. Anh chị, các bạn để ý ha, nó có gọi đèn ở dưới á.